Hôm nay mình sẽ học qua định lý Pythagore các bạn nhé. Một định lý khá là hay và áp dụng nhiều trong tam giác vuông. Đấy. Cái này các bạn phải nắm vững này, thì công thức của nó không có gì cả. Ghi cho bạn xong là các bạn biết áp dụng luôn. Chủ yếu là hôm nay mình chỉ áp dụng những bài cơ bản thôi. Còn đến giai đoạn mà tổng hợp ấy, thì khi các bạn làm những bài toán tổng hợp thì nó sẽ tính toán rắc rối hơn, nó sẽ áp dụng nhiều thứ hơn, đúng không? Chứng minh từ tính chất hình học này, xong đấy các bạn mới áp dụng Pythagore vào này. Chứ hôm nay chỉ là những cái bài toán đưa ra để các bạn nhớ được công thức thôi, chứ không có gì cả. Nhẹ nhàng thôi. Cũng giống như hai bài hôm trước ấy, hai bài hình học không gian hôm trước ấy, chỉ là công thức thì hôm nay cũng thế. Là hôm nay tư duy cũng, mà mình nghĩ hình học phẳng các bạn lại quen hơn đấy, có khi còn dễ hơn hai bài hôm trước ấy. Thế thì đầu tiên mình ghi cho bạn lý thuyết trước nhé. Định lý trước này. Một này. Về định lý Pythagore thì trong một tam giác vuông, định lý đấy phát biểu sau này. Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bình phương của cạnh huyền sẽ bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông. Các bạn ghi cái này vào nhá. Nhỡ may sau này thi có lý thuyết dạng chọn đúng sai nhỉ. Tức là tam giác BC vuông tại A này. Thì các bạn sẽ suy được BC ở đây cạnh huyền đúng không? BC bình phương này sẽ bằng AB bình này cộng AC bình. Thì vẽ hình ra nó như sau này. Đấy, vuông tại A, BC cạnh huyền thì các bạn có là AB bình cộng với lại AC bình nó sẽ bằng BC bình. Đấy là định lý theo kiểu là định lý thuận nhá, định lý Pythagore nhá. Thứ hai là mình có định lý Pythagore đảo này. Pythagore đảo này. Thế các bạn có là nếu một tam giác vuông mà có bình phương, nếu vuông thì nó lại quay trở lại định lý một rồi. Nếu một tam giác chưa, không biết là có vuông hay không nhá, mà có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương
bằng tổng các bình phương của hai cạnh kia. Thì tam giác đó là tam giác vuông. Là tam giác vuông. Đấy. Tức là các bạn có là tam giác ABC này, mà có BC bình này bằng AB bình cộng với AC bình, thì các bạn sẽ suy ra được là góc tam giác ABC vuông tại A, đúng không? Tam giác ABC vuông tại A. Các cạnh huyền đấy nó sẽ là cạnh đối diện với góc vuông mà các bạn có BC bình bằng AB bình cộng AC bình, tức là BC là cạnh huyền. BC cạnh huyền thì nó phải cái góc còn lại ấy, đối mà, cái góc còn lại đối với cạnh BC tức là cái góc A này nó phải bằng 90 độ này. Tức tam giác BC nó sẽ vuông tại A. Đấy, các bạn ghi lý thuyết vào. Đấy, toàn bộ lý thuyết ngày hôm nay, còn sau đây mình sẽ đến với bài tập thôi. Đây, cho các bạn 1-2 phút các bạn ghi vào nhé. Mình đến bài tập đầu tiên luôn này. Tam giác BC vuông tại A có AB bằng 6 và AC bằng 8, tính độ dài cạnh BC và IB đấy là tính BH và CH, trong đấy là người ta đã cho độ dài cạnh AH rồi. BH là chân đường cao hạ từ A xuống BC. Mình sẽ xóa cái 1 đi này. Bạn nào chưa ghi kịp cái 2 các bạn ghi tiếp này. ABC người ta cho là vuông tại A có AB bằng 6 đúng không? AB bằng 6 này. AC bằng 8 này. Còn tính độ dài BC, câu A dễ quá rồi, còn đến với câu B là người ta sẽ vẽ AH vuông góc với BC tại H này. Biết A bằng 4,8 này. Người ta yêu cầu tính BH và tính CH. Mời một bạn nhé. Bài này dễ, chắc là đa số các bạn làm được thôi. Bạn Minh Thư nào, làm giúp mình bài này được không em? Minh Thư làm được bài này chưa? Bây giờ nha, câu A là bằng bao nhiêu em nhỉ? Câu A tam giác ABC vuông tại A thì BC nó sẽ bằng cái gì? BC bằng cũng bằng phương mũi AC với AB. Tức là BC bình này theo Pythagore đúng không? Tam giác BC vuông tại A này thì BC bình nó sẽ bằng AB bình cộng AC bình này. Thế thì em tính được BC của mấy? Độ dài cạnh BC bằng bao nhiêu nhỉ? Sáu bình phương cộng 8 bình phương này, em lấy căn bậc 2 của nó là bằng bao nhiêu? Có máy tính ở đấy không? Ở đấy, em thử xem nào. Rồi bằng 100, thế thì BC bằng bao nhiêu nhỉ? BC bình phương bằng 100 thì BC bằng mấy? BC bằng đấy. Tiếp theo nha, câu B. AH vuông góc với BC, người ta cho độ dài AH rồi. Biết được AC rồi thì em... biết được AH này, biết được AB này thì em có tính được HB không? Áp dụng định lý Pythagore cho tam giác AHB vuông tại H này thì em có gì nhỉ? Cạnh nào là cạnh huyền em? Cạnh
AB cạnh huyền này thì nó sẽ bằng tổng bình phương của hai cạnh góc vuông, tức là bằng AH bình cộng HB bình. Thế từ đấy em có tính được HB không? Được đúng không? Thế em sẽ lấy AB bình trừ AH bình là ra HB bình. Em lấy căn bậc 2 lên thì sẽ tính được HB. Mà muốn tính HC thì em lại có câu A tính có độ dài cạnh BC rồi thì em trừ đi HB là ra được HC. Đúng chưa? Bạn Minh Thư có hiểu hướng làm bài này không nhỉ? Ok, đấy, thế mình sẽ trình bày bài này nhé. Áp dụng định lý Pythagore cho tấm giác BC vuông tại A này. Cho tam giác BC đó vuông tại A. Thì các bạn sẽ có là đây BC bình này sẽ bằng AB bình phương cộng AC bình phương. Thì các bạn sẽ suy ra được là BC bình phương nó sẽ bằng 6 bình, 6 bình phương cộng 8 bình phương và bằng 100. Thì các bạn sẽ suy được độ dài của cạnh BC đúng không? BC bằng 10 đơn vị cm. Đấy là câu A, câu B nhá. Câu B này. Các bạn kẻ AH vuông góc BC tại H, biết độ dài AH rồi thì lại áp dụng. Áp dụng định lý Pythagore tiếp này. Cho tam giác ABC vuông AHB vuông tại H. Thì các bạn sẽ có là AB bình này sẽ bằng AH bình cộng với lại HB bình. Rồi các bạn sẽ suy được là HB bình phương đúng không? Nó sẽ bằng này. AB bình trừ AH bình. AB bình trừ đi AH bình. AB bình ở đây là bằng 6 bình phương này trừ đi 4,8 bình phương. Các bạn tính ra xem kết quả nó bằng bao nhiêu này. Kết quả đây nó sẽ ra là bằng 12,96 này. Ghi luôn đơn vị đây cm nhé. Thế thì các bạn sẽ suy được này. HB là căn của 12,96 tức bằng 3,6 đơn vị là cm. Thế đã có HB rồi thì tính được HC hay CH đấy rất là dễ. Bằng cách các bạn lấy BC các bạn trừ đi HB thì sẽ ra được là bằng 10 mà trừ đi 3,6 là 6,4 đúng không? Đơn vị là cm. Đấy. Và các bạn thể kết luận vào, đúng không? Kết luận tính độ dài vào. Xong rồi mình đến bài 2 các bạn nhé. Bài 2 người ta cho tam giác BC vuông tại A này, có độ dài của AC này, có BC này. Trên tia đối của TAC lấy điểm D sao cho AD bằng 5cm và tính độ dài của các cạnh AB và cạnh BD. Thế thì vẽ hình trước cho bạn nha. AC bằng 9, BC 15. Các bạn thể lấy luôn hình nãy cũng được. AC bằng 9 này. BC 15. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD nó bằng 5.
AD nó bằng cỡ này đúng không? AD bằng 5. Tính độ dài của các cạnh AB này và BD. Dễ thôi đúng không? Đấy các bạn vẽ hình, các bạn thử làm bài này xem. Bài này bạn nào có hướng làm rồi thì mình giơ tay nhá. AB bằng 12, BD bằng 13, rồi mời bạn trung tâm nào làm như thế nào em? Trung tâm. Ừ, ok. Trung tâm nói hướng làm giúp mình được. Đúng rồi, chính xác. Thế thì ở đây em lại rút ra được là AB bình sẽ bằng BC bình trừ AC bình, đúng không? Đấy. Ừ, thì em sẽ lấy 15 bình trừ đi 9 bình sẽ ra được 144, tức là AB bằng 12. Rồi, thế thì em tính ABD như thế nào nhỉ? BD sẽ bằng AB bình cộng AD bình. Đúng rồi, mà vừa tính được 12 cộng với này 5 bình phương nữa, tức là ra 169 thì tính được BD bằng 13 đúng không? Chính xác, cảm ơn bạn Trung Tân. Đấy, hướng làm là như thế. Mình sẽ trình bày cho bạn nha, tính độ dài cạnh AB. Thì áp dụng định lý Pythagore này, áp dụng này. Áp dụng định lý Pythagore cho tam giác ABC nó vuông tại A, vuông tại A thì các bạn sẽ có là gì đây? BC bình này, BC bình này sẽ bằng AB bình cộng với lại là AC bình. Đấy, mà đang cần tính AB đúng không? Các bạn sẽ suy được AB bình này sẽ bằng BC bình trừ đi AC bình. BC bình ở đây tức là bằng 15 bình này trừ đi 9 bình sẽ bằng 144. Thế các bạn đơn vị cm nhé. Thế thì các bạn thể suy ra được là AB bằng 12 đơn vị cm. Đã tính được một cạnh yêu cầu này. Lại áp dụng tiếp đúng không? Áp dụng này. Áp dụng định lý Pythagore này cho tam giác A, cho tam giác này A B D vuông tại A thì các bạn lại có tiếp là gì đây? BD bình phương này sẽ bằng AB bình phương này, các bạn cộng với lại AD bình phương. AD có rồi, bằng luôn nhá, vì bây giờ đang cần tính cạnh BD mà, bằng luôn này. 12 bình cộng 5 bình. Cái này sẽ bằng 169 này. Đơn vị cm. Thì các bạn sẽ suy được ở đây cạnh BD nó sẽ bằng 13 đơn vị cm, vậy ta tính được hai cạnh rồi. AB, BD đây là xong. Nếu xong rồi mình qua bài tiếp theo các bạn nhé. Bài tiếp theo tam giác ABC nhọn này, kẻ AH vuông góc với BC, tính chu vi tam giác ABC, biết độ dài của cạnh AC này, AH này và BH, người ta cho hết rồi. Giờ các bạn cần tính chu vi của tam giác ABC. Chu vi có nghĩa tổng độ dài của ba cạnh đúng không? Có nghĩa các bạn tính được ba cạnh đấy là coi như sau. Cái này hình nó hơi lệch một tí, rồi mình sẽ vẽ hình mới nhé.
ta cho độ dài các cạnh trước này là AC bằng 20. Mình không ghi đơn vị nữa nhá. BH bằng 5, AH bằng 12. Đấy, yêu cầu có nghĩa là tính chu vi, các bạn đã biết AC rồi, bây giờ tính AB với lại BC nữa. Trong cái cạnh BC lại biết BH rồi, tóm lại bây giờ tính HC với AB nữa xong, nó lại giống bài lúc nãy. Đấy, các bạn thử tính xem bao nhiêu chu vi, 54 đúng rồi. Bạn trung tâm làm đúng rồi nhá. Nào, bài này mình thử mời một bạn xem nào. Bạn bạn Kiều Trinh làm được bài này chưa em? Em làm được rồi. À ok, thế em tính cái gì trước nhỉ? Đầu tiên em tính cạnh AB bằng cách là áp dụng định lý Pythagoras cho tam giác AB nhân cạnh H. Rồi, thế thì em tính được AB bằng bao nhiêu? AB bằng 13. Chính xác, AB 13 này. Tiếp theo tính cái gì nhỉ? Em tính cạnh HC ạ. Rồi, bằng cách áp dụng cho tam giác nào? AHC ạ. Đúng rồi, thì Pythagore ta tính được HC bình sẽ bằng AC bình trừ đi AH bình. Và em tính được HC bằng bao nhiêu? Em lấy căn của 20 bình trừ 12 bình thôi. Tóm lại sẽ ra được. Và em sẽ lấy AC này cộng AB vừa tính được này, cộng BH cộng HC là sẽ ra được chu vi, đúng không? Rồi ok, và cảm ơn bạn Trinh. Chính xác rồi, hướng làm thế thôi. Quan trọng là đáp số của các bạn xem có đúng hay không thôi, bởi vì nhiều bạn, mình thấy bài tập về nhà nhiều bạn ghi công thức thì rất là chuẩn nha. Đến lúc không biết là các bạn bấm máy như nào nữa, nó lại ra nhầm. Thế cho nên là các bạn phải cẩn thận nhé. Đi thi phải cẩn thận. Tức là các bạn thể sau này đi thi chia làm hai phần, trắc nghiệm với tự luận. Trắc nghiệm người ta chỉ quan tâm đáp án thôi, chứ người ta không có ai quan tâm cách trình bày các bạn như nào đâu. Cho nên là mình tính toán phải cẩn thận nhé. Thế thì mình sẽ trình bày bài này cho các bạn này. Áp dụng định lý Pythagore cho tam giác AHC vuông tại H, đúng không? Áp dụng này. Vuông tại H thì các bạn sẽ có là AC bình này sẽ bằng AH bình cộng HC bình này. Thì đến đây các bạn sẽ chia được HC bình này sẽ bằng AC bình trừ đi AH bình này. Các bạn thay luôn vào, thế bằng 20 bình này trừ đi 12 bình này sẽ ra được 256 đơn vị cm, đúng không? Thì các bạn sẽ suy được là HC căn của 256 lên. Rồi các bạn lấy căn thì sẽ ra 16 cm. Tương tự thì các bạn cũng áp dụng định lý Pythagore này. Cho tam giác AHB vuông tại H. Vuông tại H nhá. Thì các bạn có là gì đây? AB bình này. AB bình nó bằng AH bình cộng với HB bình. Thì ở đây các bạn sẽ suy ra được là AB bình luôn, tức là đang cần tính luôn, AB bình này bằng 12 bình cộng 5 bình, tức là bằng 169 này. Đơn vị cm, đúng không? Thì ở đây các bạn tính được AB bằng 13 cm. Chu vi tổng ba cạnh thì các bạn có là chu vi tam giác BC là các bạn sẽ lấy là AB cộng BC cộng CA. Thì có thể tách ra thêm nhá, là AB cộng với BH cộng HC cộng với CA, nó sẽ bằng AB các bạn tính được là bằng 13 này, BH đề bài cho 5 này, HC tính được là 16 này, AC các bạn tính được là đề bài cho 20 này.
tổng lại thì nó sẽ 54 đơn vị centi. Và các bạn có thể kết luận vào vậy chu vi tam giác BC 54 cm. Nếu xong rồi thì mình qua bài tiếp theo các bạn nhé. Đến với bài tiếp theo. Các bạn đọc đề bài vẽ hình bài này này. Hai đoạn thẳng ACBD vuông góc với nhau, cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn. Tính độ dài, thực ra các bạn vẽ hình các bạn sẽ thấy đây là hình thoi đấy. Biết AC bằng 12 và BD bằng 16. Các bạn thử vẽ bài này nhé. Mình sẽ vẽ hình cho các bạn này. Vuông góc các bạn phải đọc kỹ đề nhá. Tức là các bạn vẽ hai đường thẳng vuông góc cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn. Trong đó một cạnh 16, một cạnh 12 thôi, các bạn vẽ nó tương đối với nhau thôi. Một cạnh thì dài hơn cạnh còn lại tí. Vẽ ra thấy nó là hình thoi đúng không? Cạnh ngắn hơn chính là cạnh AC, cạnh dài hơn chính là cạnh BD. Các bạn gọi đây trung điểm Y đi, hay trung điểm O cũng được. Y đi. Hai cạnh này bằng nhau này. Hai cạnh trên này bằng nhau này. AC 12, BD là bằng 16. Tức các bạn tính được mỗi cái cạnh AI 8 này, IC 8 này. IB bằng, AI bằng 6, IC bằng 6 này. IB với ID nó bằng nhau và bằng 8 này. Mà vuông góc nha, để bài cho vuông góc này. Đấy, bạn thử xem như nào. Người ta yêu cầu tính độ dài của mỗi cạnh nhá. Tính độ dài bốn cạnh này thực chất nó bằng nhau các bạn. Hoặc là các bạn tính 4 lần đúng không? 4 tam giác vuông. Hoặc là các bạn phải chứng minh cho nó bằng nhau. Thì chỉ cần tính một lần thôi, các bạn suy ra luôn. Tùy làm cách nào cũng được. Cách nào các bạn thấy dễ thì các bạn làm. Các bạn nào làm được bài này chưa nhỉ? Có kết quả chưa? À, bạn Ngọc Thắng rồi. Thắng làm như thế nào em nhỉ? Ờ à, đúng rồi, chính xác. Chứng minh hướng chứng minh bốn tam giác bằng nhau đúng rồi, tức là tam giác ABI này, đấy bốn cái tam giác vuông này bằng nhau này. Đấy. Rồi cảm ơn bạn Thắng. Kết quả là bao nhiêu em nhỉ? Đúng rồi, kết quả là 10 cm nhá.
Thế thì các bạn gọi Y là giao điểm, gọi Y này. Gọi Y là giao điểm của AC và BD. AC và BD. Thế thì khi đó này, khi đó các bạn sẽ có là AI bằng IC bằng 6 cm. Tương tự thì các bạn có IB bằng với lại ID bằng 8 cm. Ngoài ra các bạn có các góc vuông này. Mình ghi góc vuông có nghĩa là mục đích là chứng minh các tam giác bằng nhau ấy. AIB này bằng với lại góc BIC này, bằng với lại góc CID này, bằng với lại góc DIA đúng không? AID đi. Bằng 90 độ. Đấy. Thế thì các bạn sẽ có được là các tam giác. Suy ra được là các tam giác này ABI này sẽ bằng với lại tam giác CBI này, nó bằng tiếp với tam giác CDI này, và bằng với tam giác ADI. Các tam giác này bằng nhau theo trường hợp là cạnh góc cạnh, hai cạnh và một góc xen giữa đúng không? Hay là hai cạnh góc vuông cũng được, tùy các bạn thích ghi kiểu gì cũng được. Thế các bạn sẽ có là AB bằng với lại BC bằng với lại CD và bằng với lại AD. Thì bây giờ chỉ cần tính một cạnh thôi là được. Ồ, áp dụng định lý Pythagore này. Áp dụng định lý Pythagore cho tam giác. Các bạn chỉ cần xét một tam giác thôi. Cho tam giác AIB vuông tại Y. Thì các bạn có này là AB bình, nó sẽ bằng AI bình cộng với lại IB bình. Thế thì AI bình ở đây các bạn thấy là bằng 6 bình phương này cộng với lại 8 bình phương này. Thì kết quả đây sẽ là 100. 100 thì các bạn sẽ suy được AB bằng 10. A thì đủ nhé, đơn vị cm vào. Để suy ra được là AB bằng 10. Đơn vị là cm, và các bạn kết luận luôn là vậy. Bốn cạnh bằng nhau mà AB sẽ bằng BC bằng CD bằng DA. Và kết quả đều là bằng 10 cm. Bạn nào chưa làm được các bạn thể ghi vào nhé. Thì các bạn nếu xong rồi mình đến bài tiếp theo các bạn nhé. Mình qua một số bài toán thực tế. Mình sẽ phải cái hình nó ở bên này. Em ghi xong chưa? Ok. Bị nhanh quá hay là sao? Có hiểu bài không? Nói chung hôm nay bài cũng nhẹ mà không gì. Bài tiếp theo nhá, cái hình đó ở bên này nên là mình đã phải xóa bảng mất. Tức là một bạn học sinh thả diều này. Đoạn dây diều từ tay bạn đến diều, tức là đây, cái tay nó đặt ở tay bạn đấy, đặt đây này, đặt điểm C này. Tức là điểm cao nhất của tay ấy. Đặt điểm C, diều thì tới điểm B. Người ta cho cái độ dài CB là bằng 170m này. Và bạn đứng cách nơi diều được thả lên, ở đây, tức là diều nó lại thả lên từ đây cơ. Sao nhìn nó ảo nhỉ? Theo phương thẳng đứng là 80m, đây, tức là đây. Chiều dài nhá, ở B đây sẽ là con diều này. Nó cách cái điểm này là bằng 170m này. Tính theo phương, đấy phương chéo nhá. Theo phương ngang nó là 80m này. Thế bạn đấy phải đứng ở chỗ D. D nhỉ?
yêu cầu là tính độ cao của con diều so với mặt đất, tức là tính cái điểm B này so với lại cái đường thẳng ED này. Biết tay bạn học sinh cách mặt đất là 2m, tức là cái đoạn AD 2m này. Đấy, các bạn thử tính xem. Bài này đi thi thì người ta sẽ cho các bạn hình sẵn nhé. Nhiều khi đọc hình có thể các bạn vẽ hình nó hơi khó, nhưng mà đi thi thì đa số người ta sẽ cho hình vẽ sẵn và các bạn dựa vào hình đấy các bạn làm thôi. Không cần phải phân tích quá kỹ cái đề đâu, dựa vào hình mà làm. Nhiều khi cái cách diễn đạt của đề ấy, mình đọc mình khá là khó hiểu, tức là người ra đề thì người ta hiểu theo cách của người ta, nhưng mình đọc thì mình lại hiểu theo cách của mình. Là vẽ hình chưa chắc là đã chuẩn đâu. Mà đề thi chuẩn thì đi thi người ta sẽ cho hình sẵn, chứ không ai đánh đố các bạn cả. Nên là các bạn tốt nhất cứ dựa vào cái hình đấy mà làm nhá. Cứ dựa vào hình người ta cho gì thì người ta yêu cầu là gì đây. Các bạn chỉ cần đọc yêu cầu thôi. Trên hình người ta sẽ cho sẵn các thông số này. Đề bài yêu cầu tính độ cao của con diều so với mặt đất. Đọc đề các bạn sẽ biết diều nó ở vị trí B này. So với mặt đất so với đường thẳng ED, hay nói cách khác là điểm B so với điểm D ấy, tính độ dài của BD. Thế thôi. Đã đọc cái đề mình hiểu luôn là ý nghĩa nó là như thế. Bạn nào đã tính được chưa nhỉ? Bạn nào là bạn Trung Tân Ngọc Thắng à? Thế lần này lại mời bạn Trung Tân đi. Các bạn còn lại cũng mình cũng cứ làm nhá. Trung Tân làm như thế nào em nhỉ? BC bình phương bằng AC bình phương cộng AB bình phương. Tức là em sẽ tính được AB bình phương là bằng BC bình phương trừ đi AC bình phương này. Rồi thế thì AB bằng bao nhiêu em nhỉ? AB bằng 150m. À đúng rồi, AB 150m này. Thế tóm lại là khoảng cách sẽ là bao nhiêu? Ừ đúng rồi, chính xác. Đấy, hướng làm là như thế nhá. Khoảng cách là 152m. Thế thì các bạn ghi như sau này: xét tam giác ABC này, áp dụng định lý Pythagore. Pythagore này cho tam giác ABC. Vuông tại A này. Thì các bạn có là BC bình phương này nó sẽ bằng AB bình cộng AC bình. Thế thì các bạn sẽ suy được là AB bình nó sẽ là trừ đi thôi, bằng BC bình này trừ đi AC bình này. Thì đây các bạn có là bằng 170 bình phương trừ đi 80 bình phương này. Các bạn tính ra xem là bằng bao nhiêu. Rồi xong đấy các bạn lấy căn lên nhé. Đây sẽ là 22.500 này. Có đơn vị mét vào nhá. Thế đây các bạn sẽ suy được là AB nó sẽ bằng 150m này. Và các bạn ghi luôn là độ cao của con diều so với mặt đất. Độ cao của diều so với mặt đất thì các bạn sẽ lấy, tức là chính là độ dài cạnh BD đấy, nó sẽ bằng AB cộng với lại là AD. Đấy, kết quả sẽ là bằng 150 cộng 2, nó sẽ bằng 152m. Đấy, và các bạn thể ghi kết luận vậy, đúng không? Đến đây coi như là xong rồi. Được, xong rồi mình qua bài tiếp theo các bạn nhé. Bài này dễ thôi mà, bài tiếp theo lại cũng dễ nốt này. Bài tiếp theo đó là hai cây A và B được trồng dọc ở trên đường cách nhau 24m và cách đều
Cột đèn D các bạn lưu ý chữ cách đều nhá, tức là có nghĩa D là trung điểm của AB đấy. Tiếp theo là ngôi trường C cách cột đèn D là 9 mét, tức đoạn CD là 9 mét này. Theo hướng vuông góc với đường. Người ta cho vuông góc ở đây mục đích là để tam giác CDB và tam giác CDA là các tam giác vuông. Yêu cầu ở đây là tính khoảng cách từ mỗi cây đến ngôi trường, tức là tính khoảng cách CA và CB. Nhìn là các bạn biết luôn tam giác này tam giác cân đúng không? CAB này. Các bạn có thể lập luận để nó là tam giác cân. Rồi các bạn tính độ dài một cạnh thôi. Trần Hưng, bạn Hưng là chuyển từ lớp M qua lớp này đúng không em? Vâng. Ok. Không sao, nói chung là mình cứ vững từ cái kiến thức cơ bản, sau đấy mình nếu cảm thấy hợp thì có thể học tiếp lớp M vẫn không sao. À không, em học cả hai lớp kia đã. À, cả hai lớp luôn á, tức là lớp này em học cả 2K hay là học 1K thôi? Lớp 8V này này. 8V này học cả 2K rồi ạ. À, thế thì lớp 8M là em học K nào? Lớp 8M em học lớp thứ 2, tức là lớp thứ... À, lớp thứ 2 hình như là có lớp thứ 2 với lớp thứ 3 hay là sao nhỉ? Mình cũng không nhớ lịch lắm nữa cơ. Vì mình dạy hôm chủ nhật. Hình như là học thứ 2 thôi ạ. À, thứ 2 thôi gì? À. Thứ hai tức là mục tiêu có đi thi học sinh giỏi không hay là như thế nào? Đi thi học sinh giỏi với năm 2 thì sao? Mục tiêu vẫn là thi học sinh giỏi gì, nhưng mà thi học sinh giỏi thì phần số học cũng chiếm khá là nhiều đấy. Cân nhắc nha. Đó, thứ hai là học về đại đúng không? Đại số với lại hình học. Đấy, đại số và hình học, còn chủ nhật thì sẽ là học về số học. Đại số thì ok thôi, đại số mình nghĩ là đa số các bạn làm được. Còn quan trọng là số học thì có thể là em sẽ thấy nó hơi khó một tí. Số học khó mà. Lúc nào cái câu phân loại, cái câu để lấy giải cao ấy, lấy tầm từ giải 3 trở lên ấy, cũng là câu về liên quan đến số học. Số học này, bất đẳng thức này. Đấy, hay là những câu, nói chung là câu để lấy tầm giải 3 trở lên. Nói chung là cố gắng thôi. Học số học thấy khó quá hay sao? Chắc là chưa đến lúc học. Số học. Bài này đã bạn nào làm được chưa nhỉ? Bạn tính được chưa? À, đơn giản là các bạn tính giống như bài lúc nãy này. Cái này trung điểm thì cái cạnh DB này các bạn tính được là 12 này. Đúng không? Cạnh AD này cũng là 12 này. Thì bạn có là CB các bạn sẽ tính được theo Pythagore thôi. Đúng nhỉ? Nó khá là dễ mà, 9 này 12 thì CB nhẩm ra luôn là 15 đúng không? Đấy. Thế thì mình sẽ ghi nhá, vì D là trung điểm của AB này. Vì D là trung điểm của AB. D trung điểm của AB thì các bạn sẽ suy ra được là AD nó sẽ bằng DB và bằng 12, đơn vị ở đây là người ta cho mét đúng không? Mét này. Thế tiếp theo là áp dụng định lý Pythagore. Áp dụng định lý Pythagore này. Cho tam giác. Rồi các bạn xem một tam giác thôi, ví dụ tam giác DCB. DCB này, vuông tại D. Thì các bạn sẽ có là CB bình
sẽ bằng CD bình cộng với lại DB bình. Thì đây các bạn sẽ suy được là CB bình bằng luôn đúng không? CD bình này thì bằng 9 bình cộng 12 bình và sẽ bằng 225 đơn vị là mét. Thế thì các bạn sẽ tính được độ dài của cạnh CB sẽ bằng 15 đơn vị, ở đây là mét này. Các bạn lập luận là CD vừa là đường cao, đề bài cho nó vuông góc mà, tức là vừa là đường cao này, đồng thời người ta cho là D là trung điểm, tức là vừa là đường trung tuyến này. Vừa là đường cao, vừa là đường trung tuyến này, suy ra của tam giác CAB thì các bạn sẽ suy được là tam giác CAB cân, bạn ghi rõ xem cân tại đâu nhá, cân tại C, tức là các bạn sẽ có được là CA bằng CB. Ở trên đã tính được CB 15 rồi thì bên này cũng là 15 đơn vị là mét. Đấy, và các bạn có thể kết luận vào, tức là khoảng cách từ mỗi cây đến ngôi trường, à từ, đúng rồi, mỗi cây đến ngôi trường là 15 mét. Các bạn có thể kết luận vào. Nếu xong rồi thì mình đến bài tiếp theo các bạn nha. Bài tiếp theo này, đấy là một bài khá là hay. Bài tiếp theo khá là hay và cũng khó, có thể nói là khó nhất trong cái file ngày hôm nay. Trên hình nó là một cái khung mái nhà tam giác cân tại A được làm từ các thanh thép bằng cách hàn chúng lại với nhau, biết độ dài của cạnh AH, người ta cho AH nhé, mình sẽ ghi rõ này. AH là bằng 10 này. Đơn vị ở DC không cần ghi đơn vị này nhé. BC 48 này. À, BC 48 cho bạn thấy rõ này, 48 này. Decimet này. Để hoàn thành khung mái nhà này thì người thợ sẽ cắt các đoạn thẳng AB, AC, ME, MH, NH, NF. Ôi, bài lại chưa chú vậy. Đây. À đây, từ. Đấy là bài này. Tức là người ta sẽ cắt các đoạn AB, AC, ME, MH, NH, NF đấy. Hãy tính độ dài các đoạn thẳng trên để cắt chuẩn kích thước. Tóm lại là tính độ dài các cạnh đấy. Biết 4 điểm này, M, N, E, F lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AB này, AC này, HB, HC này. Đấy là điểm C nhé, đây điểm C này, đây điểm F này, điểm N này, A này, M này, B này, đây là điểm E này, đây là điểm H này. ME song song với AH song song với NF đây. ME song song với AH song song với NF mà người ta lại cho là AH vuông góc với BC rồi. Có nghĩa các bạn cũng có là NF vuông góc với BC và ME vuông góc với BC luôn. Đấy, các bạn thử xem hướng làm như thế nào. Có nào làm được có hướng làm bài này chưa? Các bạn cần tính độ dài nhá. Mình nghĩ là người ta cho H là tam giác cân này lại có AH vuông góc BC, tức là tính được BH và HC này. Người ta đang yêu cầu tính ABAC, mình thử tính ABAC trước nhá. Có AH này mà có BH và HC chắc chắn tính được AB và AC này. Tính một cạnh thôi vì tam giác cân mà, tính một cạnh thôi.
Thế là xong nhá, xong hai đầu rồi. Tiếp theo là các bạn tính ME và cái gì ấy? ME và MH. ME và MH. E lại là trung điểm. Đây, 4 điểm MNEF là trung điểm của AB này. Tức là các bạn tính được AM bằng MB này. Tính được AB bao nhiêu, chia đôi ra được là độ dài cạnh MB biết nhé. Tiếp theo là BH là bằng 24 này. E lại là trung điểm, tức là cái cạnh này này, nó chia bằng 12 này. À, có cạnh này rồi, có MB rồi, thì các bạn lại tính được ME dựa vào tam giác vuông, đúng không? Và tương tự các bạn tính được MH nhé. MH cũng tính được. Đấy, rồi là tức là ME, MH tính được hết này. Thế còn lại NH với NF thì lại là bên này mình gọi là tam giác ở bên tay trái, bên này tam giác ở bên tay phải, thì nó đối xứng nhau gì nữa, thì tính được tay trái, tính được tay phải thôi. Cũng làm y hệt. Đấy, kết quả các cái cạnh MB, MH này, NH với NC nó bằng nhau đấy, nếu các bạn tính ra nhá. Đây, hướng làm là như thế. Thế để mình trình bày bài này cho các bạn nhé. Có bạn nào? Có bạn nào làm được bài này không? À ok. Ngọc đấy, thì cái hướng làm nó như thế, có thể là thời gian ngắn các bạn chưa nháp ra kịp đáp số thôi, nhưng mà hướng làm thì mình nghĩ cũng không đến mức khó quá, đúng không? Tức cứ tính lần lượt thôi. Thế thì vì H là trung điểm này, vì H này, là trung điểm của BC, tam giác cân mà, có AH là đường cao, thế các bạn sẽ tính ra được độ dài của BH. Nó sẽ bằng độ dài của cạnh CH và sẽ bằng 48 chia 2, tức bằng 24. Đơn vị vào nhá, đơn vị ở decimet này. Thế thì xét tam giác AHB này, áp dụng định lý Pythagore này, áp dụng. Áp dụng định lý Pythagore này. Cho tam giác AHB vuông cạnh H này. Thì các bạn sẽ có là gì đây? AB lúc này nó là cạnh huyền đúng không? Đây điểm B này. AB nó là cạnh huyền này. Thì các bạn sẽ có là AB bình này. Nó sẽ bằng AH bình cộng HB bình. Tức là các bạn sẽ suy được AB bình phương ở đây. Tính cụ thể nó ra, nó sẽ bằng AH là bằng 10. HB ở đây là bằng 24. Đây các bạn tính xem nó sẽ là bằng 676. 676 đơn vị là decimet này. Thế các bạn sẽ suy được AB. Các bạn lấy căn của 676 lên thì sẽ ra là 26. Đơn vị là decimet. Đấy. Đấy là độ dài cạnh AB nhé. Suy ra được AC sẽ bằng AB luôn vì tam giác cân mà. Cũng bằng 26, đơn vị là decimet. Vì các bạn thể ghi là vì tam giác ABC cân tại A. Vì tam giác ABC cân tại A. Đấy. Các bạn lại có tiếp E là trung điểm này, vì E này. E là trung điểm của cạnh BH. BH mình tính được rồi, đúng không? Suy ra được là BE nó sẽ bằng với lại EH bằng 24 chia 2, tôi bằng 12, đơn vị là decimet. Nhớ đơn vị vào này, thì phải ghi đơn vị vào này. Vì F nó là trung điểm
F là trung điểm của HC, CH đúng không? Thì các bạn sẽ suy được là HF bằng FC, và đây sẽ bằng 12 đơn vị ở decibel. Xong cái này rồi thì lại tiếp tục này, các bạn lại có là VM đúng không? VM là trung điểm V này. M là trung điểm của AB. Thì các bạn sẽ suy được là MA bằng MB. Các bạn lấy AB tính được bao nhiêu, các bạn chia đôi ra, tức bằng 13 đơn vị là decibel. Lại có tiếp là vì N là trung điểm của AC. Thì các bạn cũng sẽ suy được là AN bằng NC. Tóm lại bây giờ biết hết các cạnh rồi nhá. AN bằng NC bằng 13 đơn vị là decibel. Đến đây các bạn ghi là áp dụng định lý Pythagore cho các tam giác vuông. Xét một loạt các tam giác vuông luôn, áp dụng. Áp dụng định lý Pythagore cho các tam giác vuông. Cho các tam giác vuông này. Đó là các bạn có tam giác tam giác MBE vuông tại E, tam giác MBE vuông tại E. Thì các bạn sẽ có là MB bình phương này, nó sẽ bằng ME bình phương cộng với lại BE bình phương. Thế thì bây giờ đang cần tính ME đúng không? Suy ra được ME bình phương nó sẽ bằng MB bình trừ đi BE bình. MB thì 13 bình phương trừ đi BE bình 12 bình phương, thì kết quả nó sẽ ra là bằng 25 đơn vị là decimet. Thì các bạn sẽ tính ra được ME bằng 5 đơn vị, đây là decimet. Tiếp theo nha, tam giác MBE rồi tam giác lại NFC, tam giác MEH luôn đi, tam giác này MEH. Nó vuông tại E thì các bạn cũng sẽ có được là MH bình này sẽ bằng ME bình cộng với lại EH bình. Thế MH đang là cạnh cần tính đúng không? MH bình lại bằng ME. ME vừa tính được ở trên. MH bình này nó sẽ bằng 5 bình phương cộng với lại EH bình ở đây, tức là 12 bình phương, lại bằng 169. Tức là các bạn có được MH bằng 13 đơn vị là decimet. Tiếp theo các bạn lại xét tiếp tam giác là NHF đúng không? NHF vuông tại F. NF chưa có nhỉ? NFC đi, NFC trước đi. NFC NFC vuông tại F này thì các bạn sẽ có là NC bình này sẽ bằng NF bình cộng FC bình. Thì các bạn sẽ có là NF bình đang cần tính này, nó sẽ bằng NC bình trừ đi FC bình. FC bình này thì đây các bạn có là NC vừa tính được ở đây đúng không? NC là bằng bao nhiêu nhỉ? 13 trừ đi FC. FC đây là 12 bình, thì ở đây các bạn sẽ ra được là 25 đơn vị là decimet. Thì các bạn sẽ tính ra được là NF bằng 5 đơn vị là decimet. Tiếp theo là các bạn sẽ có tam giác
NFC rồi cuối cùng là NFH. Đấy, làm bài này xong nó tổng hợp hết đúng không? Vuông tại F các bạn có là NH bình sẽ bằng NF bình cộng với lại FH bình, suy ra được là NH bình. NF thì vừa tính xong đúng không? NF là bằng 5 bình này, cộng với lại FH, FH tức là 12 bình. Cái này bằng 169. Các bạn thể ghi thêm đơn vị đây nhá. Đơn vị là decimet này. Cái này bổ sung thêm đơn vị là decimet này, các bạn suy ra được đơn vị là decimet này. Các bạn sẽ suy được là NH bằng 13. NH 13. Đơn vị decimet thôi. Các bạn thích thì chứng minh theo tính chất hình học để suy ra các cạnh đấy bằng nhau cũng được. Đấy là bốn cái cạnh 1, 2, 3, 4, 5, 6 cạnh mình cần tính nhá. Đấy. Các bạn thể trình bày bài này vào. Đấy. Đấy, bạn nào chưa làm được thì mình ghi vào nhá. Đấy, nếu các bạn ghi bài này xong rồi thì các bạn nghỉ nhá. Bài tập về nhà các bạn là có hai bài này, bài 1 này. Bài 1 là tính độ dài BK, này cũng ngắn thôi đúng không? Bài 2 khá dài, thực ra bài 2 phát biểu nó dài thôi chứ còn thực chất là chỉ có một phép tính là xong. Đấy. Bài 2 là 29 tháng 8. Đây bây giờ cũng là tháng 8 đúng không? Tháng 8 tức là ngày kỷ niệm khánh thành công trình Lăng Bác, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đọc cái này biết thêm coi như là thêm yêu lịch sử đúng không? Đấy thì các bạn làm hai bài tập này và các bạn gửi về cho mình thứ 5 nhá. Tối thứ 5 các bạn gửi đi. Để thứ 6 mình chấm điểm kịp. Nếu gửi muộn quá là mình lại phải chấm sau đấy. Ví dụ các bạn gửi tầm chiều thứ 6 các bạn gửi thì chắc là dạy xong cái này thì mình mới chấm được này nhá. Rồi ok. Các bạn nghỉ tại đây thôi, tuần sau mình tiếp tục. Rồi chào tất cả các bạn. Rồi ok, chào các em. S A B C D này. Nào các bạn vẽ đáy nó là hình bình hành. Xong các bạn nối lại. Cạnh nào thấy các bạn hãy vẽ em nét liền nhé. Các bạn sẽ gọi ô là dao của hai đường chéo này, ô này, A này, B này, C này, D này. Đấy các bạn nối gióng thẳng lên các bạn sẽ lấy được điểm S đúng không? S này, A B C D này. Y là trung điểm thì các bạn nối S với Y lại. Đúng không? Thế thì mình làm câu A trước nhá, câu A này. Người ta bảo là tính diện tích xung quanh thì các bạn phải tính được cái chu vi đáy, muốn tính được chu vi đáy phải tính được độ dài cạnh đáy trước đã, đúng chưa? Thế thì theo bài ra ta có gọi độ dài cạnh đáy là A này. Gọi độ dài cạnh đáy là A. Đơn vị ở đây là cm nhá. Theo bài ra ta có này, hay là theo đề ra cũng được. Theo đề ra ta có này,
diện tích hình vuông tức là A bình phương bằng 324, thì các bạn sẽ tìm ra được A sẽ bằng 18 đơn vị cm. Đến đây tính diện tích xung quanh được rồi đúng không? Diện tích xung quanh. Của hình chóp tứ giác đều. Của hình chóp tứ giác đều. Thì các bạn sẽ có là S xung quanh. Công thức nó bằng 1 phần 2 C nhân D. C ở đây tức là bằng 4A. D các bạn giữ nguyên. Bằng 1 phần 2 này nhân 4 nhân với lại 18 này. Các bạn nhân với lại 20. 20 chia 2 là 10. 10 nhân với 72 là 720 đơn vị cm vuông. Và đến câu B, người ta yêu cầu tính diện tích toàn phần. Các bạn cộng thêm diện tích đáy thôi. Diện tích toàn phần này của hình chóp tứ giác đều thì các bạn sẽ có là S toàn phần thì sẽ bằng S xung quanh cộng với lại là S đáy, diện tích đáy. Diện tích xung quanh ở đây là vừa tính được ở trên là 720, diện tích đáy đề bài cho 324, cộng lại các bạn sẽ có là 1044 đơn vị cm vuông. Đấy là xong bài đầu tiên nhé. Đấy, đa số các bạn làm đúng rồi nên là mình có thể qua luôn bài số 2 được. Đến bài 2 luôn các bạn nhé. Bài 2 này người ta sẽ cho một cái khối bê tông, nó là hợp của hai khối. Khối bên trên là chóp tứ giác đều, khối bên dưới đấy là một cái hình hộp chữ nhật. Người ta yêu cầu là tính thể tích của khối bê tông. Nhiều bạn làm tắt, làm gộp luôn, tính một dòng. Đấy, thế nhưng mà lại dễ bị nhầm nhá. Có mấy bạn tính một dòng thôi thì lại rất là dễ bị nhầm. Thế các bạn cứ tính tách riêng ra cũng được, có vấn đề gì đâu. Tính tách riêng ra nghĩa là các bạn tính thể tích của khối ở trên cộng với thể tích của khối dưới. Tính lần lượt hai khối này, cái nào dễ trước thì mình tính trước. Mà nhiều bạn không biết là tại sao các bạn lại ghi này 100, hay là các bạn xem cái trong ví dụ mình chữa làm trăm nên các bạn ghi nhỉ. Đề bài về nhà làm 120 các bạn phải để ý kỹ chứ. Ê, các bạn có là thể tích của khối hộp chữ nhật là các bạn sẽ có là V1 nó sẽ bằng diện tích đáy là 50 x 50 x chiều cao là 35. Ở đây các bạn sẽ tính ra được là 87.500 đơn vị là cm khối này. Tiếp theo các bạn là có thể tích. Của khối chóp tứ giác đều này. Các bạn sẽ có là V2 theo công thức là 1 phần 3 S nhân H. S ở đây là 50 bình phương đấy. H ở đây là 120. Các bạn tính được cái này ra là 100.000. Nhiều bạn lại thiếu số 0. Đấy, các bạn không biết là bấm máy nhìn trên màn hình máy tính như thế nào. Thì dẫn đến các bạn sẽ có được là thể tích khối bê tông. Thể tích khối bê tông. Đây V nó sẽ bằng V1 cộng với lại V2. Mà V1 ở đây là 87.500 này. V2 ở đây là 100.000 này. Tổng lại đây là 187.500. Đơn vị ở cm khối. Đấy, bạn nào chưa làm được thì mình ghi vào hai bài này.